Rồi, hello em Di Cá, chào tất cả anh em ha. Rồi, chương trình sáng ngày hôm nay thì em lên NMX đây. Đó, thì mớ hàng còn ít đồ hơi với lại mớ công cụ đây anh em. Đấy, thì hình thức mua bán bên em là đây, ship 30k một đơn, trên 150k là bao ship anh em nha, cọc điện 100V, cọc trước 30% anh em nha. Đấy, thì hàng chưa dọn, anh em về dọn nha. Đó, rồi. Thì mỗi một con thì một mã số khác nhau, anh em nhìn kỹ giùm em ha. Xong rồi gọi cho em sẽ chốt cho anh em theo mã số ghi lên trên máy nha. Rồi khi mà chốt xong thì anh em vui lòng cọc trước em 30%, rồi bao nhiêu thì em sẽ gửi về đến nhà. Khi nhận hàng anh em khui thùng kiểm tra đúng với hàng của mình đặt thì anh em thanh toán sau phần còn lại. Còn nếu mà có sai sót bởi vỡ gì đó thì anh em vui lòng gọi lại giúp em để em giải quyết ngay lúc đó luôn. Anh em đừng nhận nha, nhận xong rồi shipper đi về rồi em không giải quyết được, anh em thông cảm ha. Đấy. Đó, thì hình thức mua bán bên em là đơn giản là như vậy thôi. Thì hàng bên em chưa dọn, chưa test. Đấy, lát nữa em có con nào có dây điện cắm vô cho anh em coi nha. Cho còn không có dây điện thì em bán xác luôn, không có test luôn em nha, nó lâu. Đấy, con nào có dây điện thì em cắm vô, sống thì sống, chết thì chết luôn. Đấy. Rồi, bây giờ em sẽ quay từng con một, anh em xem và tham khảo nha. Rồi, con đầu tiên thì em sẽ quay những con đồ hơi trước anh em nha. Đấy. Thì con này không có quan anh em nha, em chỉ ráp quan cho anh test thôi, anh em về mua cái quan bỏ vô nha. Đó, tại vì em hết quan rồi. Em không có quan ấy. Thì con này máy 1/2 xác lớn, tơi 1.300 margin da băng anh em nha. Đấy, tơi 1.300. Đó. Nó cũng hơi rít rít nè, anh em giờ vệ sinh lại nha, máy chạy thì ok rồi nè. Đấy. Có điều tốc, có đảo chiều là ok rồi nè. Đó, khi nó dừng lại thì nó hơi rít trong này nè anh em. Bình hơi em nó nhỏ quá không đủ hơi chạy con này cho nên là nghe nó hơi yếu thôi. Đó. Còn khi chạy là cái này nó xì ra anh em nha. Đó. Đấy. Rồi, tháo quan lại anh em ơi. Đấy. Quan này để em test máy á. Rồi một con 930. Rồi em này 450 anh em nha. Đấy, bao ship anh em về giờ vệ sinh làm lại nha. 450k. Chạy thì ok rồi. Đấy. Máy to anh em nha, máy rất là to. Rồi 450k. 1/2. Rồi con thứ hai. Con này con cắt cành. Lưỡi bén anh em nha. Đấy. Đó. Này có cái cành nó mới cắt được anh em à. Này là cắt giấy. Dài quá. Chạy ok nha, lưỡi không mẻ nè anh em ơi. Đấy. Hàng Futura. Không được. Cắt cành mà sao cắt đứt được em. Đấy, ok anh em nha. Có phòng nhà không có cái cành nào để cắt luôn. Nói chung là cắt ngọt lắm, bữa em test rồi anh em, cắt rất là ngọt, lưỡi nó không mẻ nè. Đấy, cái lưỡi rất là ok luôn. Bóp nè. Cái này khó cò lại anh em nha, rút này ra mới chạy nè. Đấy. Rồi con này Fujita. Đấy. Made in Italia đây anh em nha. Đó. Made in Italia. Rồi con này. Mã 531 400 luôn. 931. À 931 chứ. Rồi, 400. 931 400k anh em nha. Đấy. Rồi 932 này mấy con. Đấy, không chạy được đây nha anh em, giờ vệ sinh làm lại thêm nha. Đó, nhà em bình hơi nó nhỏ lắm, chết cho vui thôi. Đó, hết chạy luôn, hết hơi luôn. Ủa, gắn bình hơi cho em, mở hơi lên, hết hơi luôn rồi. Rồi đợi em xíu anh em, mở bên hơi lên, hết hơi. Rồi chạy lại rồi. Chạy rồi.
Đợi cho chạy xíu cho lên hơi anh em. Rồi nó đang nạp hơi, đợi nó từ từ. Con này từ từ anh em. Bán cái này trước nè. Đó, giờ nó nạp hơi lên tí nữa. Rồi cái này thì lên đường này anh em ơi. Đấy. Con này hiệu của Honda. Này sao có 400 kg ta? Nó to đùng mà nó có 400 kg à. Hình thức còn sáng nha. Mấy cái này thì anh em về đội làm xe máy rồi anh em ơi. Rồi con này 932 đi. Đó, con này từ từ anh em nha. 932. Rồi, con này 120 đi anh em ha. Đó, nó 400 kg thôi. 932, 120 đi. Rồi 933, em này nhỏ thôi nhưng mà nó nặng anh em ơi, dày lắm nè. Này được 600 kg nè. Đấy, lên nè. Rồi. Em này nhỏ mà nặng 933, 120 luôn anh em ơi. 120 luôn, à, 933, 120 luôn. Đó. Rồi con này. Con này 120 luôn em ơi, 934. 120 luôn. Đấy. Nó chạy nó nghẹt anh em ơi, vệ sinh lại đó. Giờ làm lại nha, chứ hồ để vô nó xài được luôn đó anh em ơi. 934, 120 luôn. Rồi 935. Còn mấy con nữa anh em ơi, hơi còn mấy con này. Kẹt công tắc anh em ơi. Đây, đảo chiều. Bình hơi mà gắn vô chạy. À, đảo chiều ok nha, nhưng mà kẹt công tắc nè. Anh em về làm lại nha, không có quan đâu anh em ơi. Này không có quan nha. Rồi, 935. Rồi, đỡ cho anh em con này 80 đi. Em về làm lặp lại nha. Rồi, 935, 80. Này nãy giặt ra hay. Này bấm code về đây nè nè. Đây nè. Đấy, đầu bấm code. Cái quan này không dặn ra, không test được anh em ơi. Đấy, quan này đậu lỗ nhỏ lắm. Đó, chạy nè. Đó. Cái lỗ này nó nhỏ không có vô đây được. Đấy, anh em giờ thay quan nha, đây là chạy nè. Đấy. Rồi cái này 180 anh em ơi. 936, 180 luôn. 180k. Đấy, 936, 180 luôn. Rồi 937. Này ép. Xì ngay nha. Đó nó bị xì. F4 5 gì đây nè. Đấy nó bị xì ngay đây, hàng của Đài Loan hay sao á, không biết luôn. Không thấy luôn, nó bị xì ngay cái nắp này. Rồi 937. 130 sát luôn em ơi. 937, 130 luôn. Rồi, còn một cây đây, 938. Rồi, cây này 150 anh em ơi, chạy ok nè. Đo cái số. Bốn anh em nha. Này 14. 14. Rồi ok luôn. 938. 150 anh em ha, bao ship nha. 150. Đấy. 938 150 luôn. Ủa cái đồ hơi hả? Dạ. Rồi. Rồi ok, được rồi. Đây anh em ơi, đó. Công tắc nha, đây có một lô công tắc ở đây anh em, đầy đủ nha, đó. Đầy đủ công tắc. Đây. Nói chung là có to, có nhỏ, có tùm lum từ lưa hết anh em ơi. Đó, một lô 1,5 kg là bao ship anh em. À quên, 100k anh em nha, không bao ship nha. Đấy, một lô 1,5 kg. Đấy. Nhưng mà em cân dư tí xíu tại vì có mấy cái mà nó bị như cái mấy cái đuôi này nè, cao su đồ á là bòn bỏ anh em nha. Đấy, chứ không phải là ấy. Đây. Một lô là 100k anh em nha. Đây nè, công tắc mấy bào rồi có hết đầy đủ. Đấy. Cái bào lớn, công tắc to, có nhỏ, máy điện anh em nha, chứ không phải máy pin đâu á. Rồi, một lô như thế này
tùm lum từ lưa anh em ơi. 939 100, 939 100k. Rồi đổ đi. Rồi 940. Đây 1.6. Đây 100k đây anh em ơi. Đấy. Đấy. Ok anh em nha. Công tắc bây giờ đủ chới, anh em lấy bỏ vô máy gì anh em bỏ nha. Này. Rồi 93. 940. 100 luôn anh em nha. Đấy. 940 100. Đây 940 100. Rồi 941. Rổ này 100k luôn em nha. Đấy hên xui. Có cái to cái nhỏ tùm lum anh em ơi. Đấy. 100.000. Rồi một lô. 941. 100 luôn. Rồi 941 100 luôn, bị bị. Rồi 941 100. Có mấy lô thôi nè. Rồi ok luôn. Đây 942. Đấy, ok luôn em nha, 942. Này có nhôm lên ha. Tắt máy bảo mấy gì anh em ơi. Đấy. Đầy đủ công tắc máy đây, nhỏ có. Mấy công tắc này thì dễ làm hơn nè. Đó. Qua bật lại không được. Đấy, mấy công tắc nhỏ nhỏ mà như vậy nó dễ đủ. Rồi. 100k luôn em nha, 942. 100 luôn. Đấy. Bảo bị chi vô. Rồi 943. Đấy. Đủ luôn anh em. Máy điện hết anh em ơi. Đó. Đây. 943 100 luôn. Đấy. 943. Đây 943 100 luôn em nha. Đó. Hết luôn em. Lô cuối cùng. Vừa đủ luôn, vừa đẹp luôn em. Có thang luôn. Vừa đẹp luôn. Rồi. 944. Đó cũng hay quá được. Rồi 944 100 luôn em nha. Đấy. Hết rồi em, có mấy lô thôi nha. Rồi 944 100 luôn. Rồi ok. 400. Đây còn mấy cái bạc đạn lên em ơi, quay được đây nha. Này bạc đạn là bơi 208 anh em nha. Đó hiệu tơi rồi gì đây, bơi 208 này quay được nè. Đấy. Rồi 90 945 90k một cái anh em nha. 945 90. Rồi 46. Rồi quay được anh em nha. Đó. À, 946 90 luôn. Này dán nó không có dính. 40 946 40. Rồi 947. Quay được nè. À, 90 chứ, quên lộn. 90 ghi lộn anh em nha. 90 cái 90 hết á. Hai đạn 208 hết anh em nha. 946 90. Đây, quay được luôn. 947. 90 luôn. Cái nào nó nhiều cái nấy thôi nè em ơi. Đây, từ từ để em coi thử. Có cái nào mà không 947. Đây. Lăn được này. Đó. Này nó lăn được. Đây bắt đạn anh em. Mới 48. 49. 50. 51. 51 52 53 54 55. Cái nào cũng lăn được hết em ơi, đều là 208 hết. Đấy. Cái nào nó cũng lăn được hết đây.
đều bật chạy 208 anh em nha. Lâu quan phát nè, nó sạch nó sáng chân nha, thì nó dơ thôi. Rồi. Cái thằng cái anh em ơi, cái nào cũng đều 90 hết anh em ơi. Thì đây. 948. 90 đấy, lâu đi em ơi, nó dán được. Rồi 949. Cái nào lăn cũng được hết anh em ơi. Đây. 950. Lăn được hết anh em ơi. Anh em giờ cái này không biết xài, không biết tư quán sao luôn. 951, 90. 952, 90. Đấy, 952, 90. Và 953, 90. 954, 90. 55, 56, 90 hết anh em ơi. Rồi, 90. Lăn được hết anh em. 90, đấy. 56, 90. Rồi, ok. Rồi, giờ qua máy điện anh em ơi. Thì ở đây, đường mạnh. Nướng nó bị gãy cái giò một tí anh em. Gắm điện ống áp với em ơi. Đi vô gắm điện ống áp. Chưa gắm điện ống áp luôn em, mới sáng sớm chưa gắm điện luôn. Coi thử con này. Đợi em xíu nha. Đây, mài nước đây thì nó bị mẻ hai góc chân ở đây anh em nha. Đây nè, mẻ hai góc chân ở đây. Thì con này hàng của HH. Đó, điện 100V, đá 150 và 175. Đá này ok nè, còn con này thì ở test mới biết được. Đó, chạy rồi anh em ơi. Đá này nó cũng hơi đảo đảo một tí anh em ơi. Lại con này thấy chạy nó cũng tụ nó cũng già rồi anh em. Giờ thay lại cái tụ này, lại đá nó hơi đảo đảo một tí nè anh em, giờ cân chỉnh lại mài lại anh em nhé. Đấy. Hơi đảo một tí nè. Hát hết. Rồi. Trời chạy anh em ơi. Rồi 957. 1 triệu anh em nha. Rồi ok. Còn đá anh em nha, đá này còn nè. Đấy, giờ anh em chỉnh lại trong này hoặc là anh em lấy máy mài mài lại luôn cho nó thẳng luôn anh em. Đá khô rồi thì chạy ok rồi. Đấy. Nhưng mà mẻ gốc chân ở đây thôi, còn như là ok nha. Rồi 957 triệu. Rồi 958. Rồi con này lưỡi 165, 160. Đó, 160, 650W, Makita, lưỡi hợp kim, lưỡi ok luôn em ơi. Đấy, thì dây điện có. Đây. Thấy em thấy nó quấn băng keo ngay đây nè, dây điện khúc này dài anh em nha. Đó thì ok rồi. Thì anh em giờ đấu lại điện từ đây vô đây cho nó đẹp. Đấy. Rồi xin lại luôn, chạy thì thắng thiết đầy đủ rồi, 200 anh em nha. 958 200. Rồi 959 móc rảnh này. Có cử luôn em nha. Đó. Rồi, móc rảnh 2 phần 1 có cử luôn. Rồi 200 luôn. Con này máy nặng lắm nè. 959 200. Rồi 959 200k dành cho em nó luôn. Đó. Rồi 960, con này không có lưỡi nè em ơi. Không có lưỡi, không có con tán luôn em nha. Rồi con này 150 anh em ơi, về dọn lại nha. Một trăm năm mươi k là bao ship bao nhiêu nhậu luôn em ơi. Đấy.
Rồi ok. Không có lưỡi anh em nha, không có con tán luôn. 960 còn 150 luôn. Đấy. 150k 960 đi luôn. Rồi 961 con này cũng có lưỡi luôn em, nào có tán nè, Hitachi. Điện 100V, lưỡi 190. Dây điện dài. Rồi dọn sơ qua cái này thôi, con này không có lưỡi nha, lưỡi 190. Chạy thì tháng thiết thì có mà hơi chậm tí. Đấy, lưỡi 190 của Hitachi 1050W. Đấy. Rồi ok anh em, giờ dọn lại nha. Dây điện thì nó cũng dài em, nên nó hơi xấu ngay khúc đầu đây thì anh em cũng làm luôn. Đấy. 961 200. 200k, 961 không lưỡi anh em ơi. Rồi 962. Rồi điếc rồi anh em ơi. Con này lưỡi 190 anh em nha. 185 Hitachi đới nhôm. Đó, dây điện thì ok, dài nhưng mà điếc rồi. Không chạy. Bộ gót thì còn đẹp anh em nha. Đó. Rồi. Con này cũng không có lưỡi luôn anh em ơi. Đó. Cốt quay ok nè, đới bằng nhôm. Con này 180 anh em nha. Con này nặng lắm, nặng 4 kg luôn. 180. Rồi không chạy luôn, đi luôn em. Rồi tiếp tục con máy cắt gỗ nữa nè bây. Đây. Con này test cho anh em coi thử chạy không. Đó, giờ biết sửa luôn. Rồi lưỡi 160 này nè, VB. Lưỡi 160 900W, lưỡi hợp kim là ok, đới nhôm nè. Điều nó không có fit thôi anh em ạ. Con này thì hình thức còn đẹp nha. Đấy, rồi 200 luôn. 963 200. 963 200k bao ship cho anh em nha. Đấy. Đưa nó có kim. Rồi 964. Lên đèn anh em ạ. Đèn rồi. Con này thì lên đèn nhưng mà con tắt nó bóp không được nè anh em. Tắt bóp không được nha. Rồi, lên đèn 130, con này phun nước nóng anh em ơi. Đấy. 130, anh em về dọn lại nha, con tắt này bóp không được. Đấy. Rồi, 964 130 luôn. 964 130k sắt luôn em ơi. Rồi 965, con này lưỡi 190 có lưỡi anh em. Đấy. Hitachi, con này đời mới có đèn anh em nha. Đó. Rồi anh em về tự test giùm em nha. Rồi 230 luôn. 965. 230. Rồi 965 230. Đấy. Rồi 966. Con này không lưỡi luôn em ạ. Đó, cốt cứng luôn nè. À. Test nó cũng có chạy đâu anh em, dính công tắc luôn nha. Đấy. Coi thử chạy không. Đấy. Không chạy đâu, nó nẹt kẹt thang luôn rồi. Con này sát 150 luôn cho anh em luôn nha. 966. Con này lưỡi 108.050W Makita. 966 150 luôn em ơi. 966 150 luôn. Rồi con này điện 220 đông chen anh em ơi. Đó, đông chen 1200W gạch. Đó. Quay ok ha. Đây. Hàng thiết còn đầy đủ rồi, sát luôn cho anh em luôn, hai sĩ. 967 200. 967 200k anh em nha. Rồi, bao. Tô, con này cũng tô anh em ơi. À. Rồi cốt quay được em ơi, lưỡi ok nha. Hơi xét thôi, này cổ góp nè, nhìn cho nhìn phát chắc luôn rồi. Rồi, con này bao Toshiba sát 108 luôn. 968 108 luôn. 968 180 gạch. Đấy. 969. Lần đầu rác luôn này.
keo anh em ơi, dính keo xong nó dính lên luôn, hô mét tu. Điều tóc nè. Con này ốc với đồ nó hơi xét anh em ạ. Này mà tháo ra đỡ vệ sinh, còn tháo mấy ốc ra cũng hơi căng đét đấy. Cái đầu này cũng không có ra vô được anh em ạ. Điều tóc nè. Rồi hô mét tu. Em này chạy ok nha, hả? Công suất thì 230W đấy. Rồi 150 anh em nha, 969 150k bao ship anh em nha. 969 150 luôn. Rồi 970, con này xác luôn anh em, không một chiều anh em ơi. 970, con này 80 anh em nha. Đấy. Rồi đi đi. Nóng. Rồi cây này đó, nó không có cái mũi anh em ơi. Nó không có cái mũi này. Đây nè. Rồi nó nóng anh em nha. Rồi cây này 971 40 luôn. 40 anh em ơi. 971 40. Rồi 972. Rồi nóng luôn em. Đó, con này nóng nha, nóng. Rồi con này 60 này có mũi nè anh em. 972 60. 60. À 972 60. Rồi 973 cái này còn gì nữa đâu. Còn nữa nó có nóng không? Anh em giờ thiết kế làm gì làm. Nóng anh em ơi, nóng luôn. Bị gãy rồi nhưng mà nó nóng. Vẫn còn. Còn cây này thì nó hơi cũ nè, với lại dây điện nó bứt ở đây nè, không có test được anh em, gắn vô là nổ. Đấy. Rồi hai cây này. Cây này nóng nè. Hai cây 70 đi anh em ơi. Đó, hai cây lần luôn là 70 ở đêm giờ nghiên cứu nha. Một cây nóng còn cây không test được. 70k. Cái này anh em giờ làm lại dây điện test nha, đừng có test ẩu nó gắn vô nó nổ, bứt cầu dao á. Rồi 973 70 dán nó lại luôn em. Rồi 974 rồi em này 974 Makita 70 luôn em ơi. 974 70 luôn à. Rồi 975 con này có đảo chiều ở đây em ơi. Đấy, cốt 10 ly. Này, quay nó quay cứng nha, đầu này thì ra vô được nè, nhưng mà quay cái này nó cứng nha. Đấy, đảo chiều ở đây rồi. Handman gì đây, 330W. Rồi 90 cho anh em luôn. 975 90. 975 90. Rồi 976. Rồi điếc luôn rồi anh em ơi. Rồi 976 điếc 70 luôn anh em ơi. À, Nati 976 điếc đây, gãy cái tay ngay đây anh em ơi. Đó. 70k. Rồi 977. Makita này chạy mà nó hơi nhỏ nè, hơi xấu nè. Rồi 80 luôn. Giờ làm lại luôn em nha. 977 80k luôn. À 977 80. Rồi. 978 con này cũng Makita luôn. Dài anh em ơi. Đó. Dài. Nhưng mà sát luôn, không chạy, không có dây điện. Đó. 80 luôn. 978 80 luôn em nha, không có dây điện. Con này nó sao đây? Gắn thứ chạy không? Này làm bao dài luôn em. Kẹt rồi, con này bỏ đi. Phải chạy. Này vít nè em ơi. Đảo chiều điều tóc, đây vít nè. Đấy. Móc miếng cao su này. Rồi 979. 80 luôn con này, vít anh em ơi, 979 80 luôn. Rồi 980. Cắt sắt gỗ bót anh em ơi, đây cắt sắt gỗ bót. Ở bên cắt cắt gỗ chứ. Điện 100, 900W đấy. Đây. Rồi. Con này xác luôn em nha, 2 xị. Đấy.
sát luôn. Anh em về giờ tự dọn giúp em nha, tự test giúp em nha. 980 200, con này lưỡi 160 anh em nha. Đấy, lưỡi 160 đi luôn em. 100V 900W mai điện kép 50 anh em nha, của Đức. Cưa lòng ba 390W Makita. Rồi 170 anh em ơi, không có điều tóc, không có đờ lưỡi đâu, nhưng mà nó chạy khỏe anh em nha. Hả, 170k 982 170 luôn, Makita này nha, chạy ok. 981 rồi, con này 70 luôn em ơi, Makita thỉ râu. Đấy, 983 70 này. 983 70. Rồi 984 DCA, này có đảo chiều đây anh em, con tắt đảo chiều này, SR này hay là nhanh chậm không biết. DCA là điện 220 anh em nha. Đó, con này có đánh bột đó anh em ơi. Đó, quay được này. Rồi, con đánh bột DCA này. 180 anh em ơi, sát luôn. 984 108 điện 220 anh em nha. Đó, sát luôn, anh em về tự test cho em nha. 984 108 luôn. Rồi 985 Hitachi. Chạy ok luôn em. 180W nha. Kẹp nhám có đầy đủ. Đấy, hình thức cũng ok. Rồi con này 106. 985 106. 85 985 106 luôn. Rồi 986. Đây. Hitachi anh em ơi. Đấy. Hàng này mới mới ra làng trước anh đem vô này. Con này. Sát luôn, 100k anh em ơi, chạy luôn. Ồ, nó không chạy nên nha, nhưng mà cốt chạy. Cốt này chạy được nè. 100 Hitachi. Rồi 986 100 luôn. Rồi 987. Rồi Hitachi luôn. Cốt chạy nha. Rồi điếc luôn em ơi. Rồi con này điếc luôn, có dây điện. Dây điện nó hơi xấu luôn em nha. Đó. Dây điện này xấu luôn. Rồi 987 100 luôn. Rồi 987 100 luôn. Rồi 988. Này nó còn có một tán thôi anh em. Còn một tán thôi nha. Này công tắc nó bị rung rinh luôn rồi, không tắc không bật được nè, coi thử tệ không. Đè xuống nó mới chạy anh em nha, công tắc nó bị gãy rồi đây nè. Đúng rồi. Rồi, con này 988. Rồi đợi cho anh em 80 đi, anh em về dọn nha. 80. 988 80. Rồi 989, dây điện này hơi xấu, cứng rồi nè nha, dây điện này coi như bỏ rồi. À, chưa đứt. Rồi không chạy luôn, rồi con này 100k luôn em nha. 989 100 Hitachi luôn. 410 nè em ơi, đấy, 100k, dây điện coi như bỏ rồi nè em ơi. Rồi, con này cứng nè, 90 rồi nè em ơi. 990 90. Rồi ok đi. Rồi 991 Hitachi có 120. Đấy. Con này có 125. Rồi 991 103 anh em nha, 130k sát luôn. 991 103. Rồi 992. Con này rồi 60 luôn. 992 60. 992 60k. Rồi 993. Có lửa nè em nha, nhưng mà nó bị gãy, nó bị bứt rồi, gãy sao, nè nè nó bị gãy.
Đấy, anh em về dọn lại rồi ráp lại nè, mình lắc đốt cưa. Rồi con này 80 đi anh em ơi, 93 80. 80 rồi đây nha, 93 80. Rồi 994 con này. Đây có tước này nè anh em ơi, đó xác luôn. Này cứng luôn rồi, 120 luôn nha. Cứng nha. 120. Cứng cốt rồi. Rồi 994 120k luôn. 995. Rồi chạy ok luôn. 995 con này 100k anh em nha. Đó. Hàng của Trung Quốc anh em nha, điện 100V. 995 100. 100k. Rồi 996 con này mất cặp than. Đấy. Một cặp than 60. 996 60 luôn. Rồi 996 60. Rồi 997. Rồi con này có than. Quay được. Rồi con này 70 anh em ơi, 97 70. Rồi 997 70. Bóp. Cắm điện vô cùng. Chạy anh em ơi, nhưng mà cái cốt này nó rung rồi, rung lên rồi. Đấy. Này cái cốt này. Nhà máy thì chạy đó, đấy. Rồi con này 150 bao ship nên về dọn nha. 998 150 luôn. Rồi 998 150 luôn. À, đưa rồi. Con này được công dây thôi anh em. Móc rảnh đấy. Lưỡi đấy, lưỡi trong máy nhỏ anh em nha. Đó. Móc rảnh Makita. Số ký lại của nó là ngoài. Em đợi anh xíu nha. 999. Để em cần lại cái số ký con này lại thử coi nè. Tại vì đôi khi bây giờ máy nó nặng lắm anh em ơi, ship thì nó cao nữa. Đấy. Mình bỏ nó đi. Rồi ôi, chín ký luôn. Bỏ xuống này. Rồi 999 403 anh em nha. Riêng con này bán trên giá dây chai trừ tiền ship ra đúng 40.000 anh em nha. Đấy, 999 403. Con dây điện này nó hơi lém miếng ở đây anh em ạ. Rồi con cắt gặt này nè. Các gạch 1430W nha. Kẹt. Kẹt anh em nha, đó, nó bị kẹt nè. Đấy. Dây điện thì rất là dài luôn. Đây. Dây điện thì bao dài. Dây điện vít tu lơi luôn nha. Dây này dài tầm 60m. Đấy. Rồi con này xác cho anh em về dọn luôn 300 nha. Rồi mã số 1 300k. Mã số 1 300. Rồi ok. Rồi mã số 2 con này Makita Q9 GR3050T. Đấy, mất đồ anh em nha. Nó mới mất cái cử. Đấy, xác luôn mã số 2. Rồi 170 anh em nha. 170k là bao ship anh em ơi. Mã số 2 170. Rồi, mã số 3. Con này đầu 16 ly anh em ơi, dây điện xác nè. Đầu 16. Coi lại đó chắc lên rồi. Đúng chính xác 16. Rồi con Makita đầu 16 này 300 anh em nha, mã số 3. 300k. Mấy con này giờ dọn nó dở anh em, đấu con điện vô là chạy coi như là 70% rồi. Mã số 3 300. Rồi mã số 4.
hay ok ru luôn nha. Bán ký cân nữa nè con ký. Này đợi cân này nhớ 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 số ký nó lại cái. Lâu quá em không bán cái lô, ít có bán cái loại này em quên số ký nữa nha. Được rồi. Rồi con này 3,5 anh em nha, 8 ký. 3,5 bao ship. Rồi. Ok. Con này là Hitachi. Cốt cốt 2,5 luôn nè. Đây, rồi 2,5. Rồi ok. Mã số 4, 3,5 luôn. Rồi mã số 5. Để dây điện ta. Con này Hitachi nè, đó. Không có lưỡi nè, để anh test luôn, không có lưỡi test luôn. Không có lửa đâu nè em ơi, bụi quá đây rồi. Mới lùi vô bóp cái đầu tiên ra nghi ngút luôn. Rồi con này để anh em 4,5 nè anh em ơi, giờ tự bỏ lưỡi vô nha. Đấy, con này không có lưỡi đâu mà chạy ok im ru à. 4,5. Rồi tháo cái này bà bảo vệ nằm trong á, lưỡi nó lưỡi 330. Rồi mã số 5, 4,5 luôn. Rồi mã số 6. Thưa xích anh em ơi. Con này có tay nè, hàng của tôi qua XF gì này, 1200W. Vậy đủ cái tay lấy cái miếng gỗ anh em, dặn vít vô đó, làm lại cái tay, chạy tôi ok rồi, làm xích có đầy đủ. Rồi con này thì để cho anh em 200 luôn. Đó, 200 anh em giờ đủ là cái tay nha. Sau 200. Con này con cút liền anh em ơi. Rồi điếc luôn, cút liền anh em. Con này nó to lắm này, xác rất to mà điều xích thì nó dục luôn rồi. Lam thì nó cũng hơi xấu anh em nha. Được có cái cút máy là cút to, cút liền á, nó nặng lắm. Đấy, khỏe luôn anh em nha. Con này của Shindawa A107. Đấy, 14A thì tầm cũng 1330W anh em. Đấy, rồi con này 300 xác luôn anh em nha, mã số 7. 300. Mã số 7 300 đi luôn. Rồi mã số 8, con này thì A90 này, A90 thôi rớt cái tem dục luôn đi anh em ơi. Làm xích nó hơi xấu này rồi, xích thì bỏ luôn rồi đó. Còn cái lam này nó hơi xấu nè. Đấy. Rồi con này 170k anh em về dọn lại tự test cho anh em nha, dây điện bao sát luôn. 170 đấy. Mã số 8 170 luôn. Rồi mã số 9 con này S1200W luôn đó. Rồi con này làm xích cũng ok thôi, gãy cái tay nè. Rồi 170 luôn. Mã số 9 170 luôn em nha. 170 bao ship hết đát rồi em ơi. Mã số 9 170 luôn. Một số thằng còn 4 ký luôn nè. Rồi mã số 10. Con này gãy cái tay luôn em nha đó. Cũng là VB 1150W đó. Làm xích cũng ok luôn. Rồi 170 luôn em ơi. Mã số 10 7. Rồi ok, mã số 10 170 luôn. Mã 11, rồi con này A10. Đó, làm xin hơi xấu nè. Đấy. 900W rồi, 170 luôn em. Mã 11 170 luôn. Rồi ok, mã 11 170 luôn. Con này 12. Con này Tokyo da băng này nè. Điện 100W, để em coi thử nó máy gì vậy. Biết cục kì, cục đây cục gì luôn. Đồ test. Đã được. Rồi. Hình như cái bơm nước kìa anh em ơi. Đấy. Rồi con này để cho anh em 150 bao ship nha, nặng 3 kg. Đấy, 150 luôn, mã 12, 150. Rồi xác con này Hitachi TM10. Lấy phụ tùng, con này lấy phụ tùng thôi nha. Có đảo chiều cho đây nè, điều con này lấy mất đồ nhiều quá, mất công tắc nè, mất cái đầu kia. Đấy, lấy phụ tùng thôi. Thì con này mã số 13, 100k luôn. Mã 13, 100 luôn. Rồi mã 14. Mã số 14. 14. Rồi con này 70 anh em nha. Đó, xác luôn. 70, đánh bóng gì đây. 70. Nơi nước này tí xíu nha. 70. Rồi con này thì
SS đó, có điều tóc ở đây, được đồ tóc đỡ lưỡi. Đây. Dây thì bao sát luôn em. Lại cái này nó cái cao su nó hơi hở đây, ngay đây nha. Đấy. Gắn được. Có khớp luôn nè, đó. SS rồi, con này Sinco điều tóc đỡ lưỡi có đầy đủ 460W rồi, con này mã 15 sát 100k anh em ơi. 100. Mã 15 sát 100 luôn. Rồi. Con này. Con này thử là phải coi thử. Con mấy con nó bay gì trời đi. Nhiều quá. Rồi, rung nè anh em ơi, rung không chạy nè, đó, rung không chạy. Kéo đâu ta. Rung không chạy. Dây điện thì ok anh em nha, dây Makita nè. Đó, rung không chạy. Để tìm cái kéo mọi người ơi. Đây, rung không chạy. Phạt. Được cái nhỏ đây. Đó, đừng cái kéo đừng gốm cho em. Kéo gắt coi. Rung không chạy anh em nha. Máy này bán, máy bán cho trai rồi. Các cậu điện bán cho anh em thôi. Đợi lại cho anh em còn máy bán cho trai. Rồi, cậu điện này 70 anh em ơi. Đây. Đấy. Dây Makita dây 3 lõi rồi đẹp. Đó. Rung không chạy nha. À quên. Quên có dây điện thôi, máy đọc hoài. 16 70. Máy bán như chài mà cứ đọc hoài. Rồi, 16 70. À, con này thì dặn ngược lại được nè. Mới chạy xong rồi. Mới chạy xong giờ hết chạy luôn. Vui vậy. Rồi ok luôn. Rồi. Đó. Nó mới chạy một cái xong là nín luôn rồi anh em ơi. Đó. Thì đây là cái lưỡi của anh đây. Đó, lưỡi tròn anh em ơi, một lưỡi nha. Rồi con này đợi cho anh em 280. Đấy. Bao ship anh em về dọn nha. Đấy, thì vậy nó mới chạy một cái là biết luôn. 280 luôn. Mã 18 280k. Đấy. Rồi ok đi luôn. Rồi, bấm đứng lại đi tí xíu đây. À, lượng mới đồ người đi. Rồi, tiếp tục quay ít đồ người cho anh em chọn tiếp nha. Đấy. Đây, có ô tô anh em ơi. Ê, ê.
Nói chung là đá 305 anh em nha, cởi cả dây điện và ô tô cái nắp luôn có luôn anh em. Đó, cũng mấy cắt sắt á, thì anh em nào mà đang cần cái này thì lấy về ráp nó vô anh em nha. Đây một cái ô tô. Đấy, ốc ít có trong này luôn. Đó. Ốc ít có nha. Đây, ô tô kẹp đây, kẹp nhanh. Ô tô kẹp nhanh. Nguyên rổ này luôn em ơi. Đấy, có dây điện luôn em. Rồi. Cái khung máy nó xấu, cái khung nó bị bởi á cho nên em bỏ rồi. Còn lại cái này anh em còn lấy về nha. Rồi. Mã 19, nguyên cơm lôi như thế này, 180 đi anh em ơi. Đó, 180 bao ship nha. Mã 19 180k luôn. Đá 305 anh em ơi. Đấy. Rồi mã 20. Hai cây nè anh em, đó. Hai cây kéo cắt sắt, cây này thì nó có mờ sơ sơ, cái này nó hơi cong cong nè, nhưng mà cái lưỡi nó không mẻ nha anh em ơi. Đó, size 300 lưỡi không mẻ nè. Đấy. Còn cái cây này thì cái lưỡi nó mẻ ở giữa anh em ơi. Đó, cây này mẻ, lưỡi mẻ ở giữa. Rồi hai cây này đổi anh em 80 nha, mã 20 80k luôn anh em, về dọn. Dọn nha. Đấy. Không phải dọn mà cái này thì xài được nè. Còn cái này thì anh em về cắt được ở trong thay lưỡi anh em nha, 80 hai cây. Mã 20. Ừ. Rồi 21. Rồi cây cây này thì mẻ bên ngoài. Đấy, mẻ bên ngoài nha, một cây. Rồi còn cây này thì không mẻ nè. Đó, cây này mờ sơ sơ size 450. Đó. Còn cây này thì mờ sơ sơ luôn mà mẻ bên ngoài nè anh em. Đấy, mẻ bên ngoài anh em nhìn nhìn em ha. Rồi hai cây này 3 anh em nha, mã 21 130 luôn. 130k. 21 130. Rồi 22. Mã 22 hai cây. Cây này nó bấm gì nữa anh em? Đi đó. Đó. Bóp lại nè, nó như thế này nè. Một cây. Còn cây này ra vô được anh em ơi. Đó, giờ vệ sinh thêm nha. Đấy. Rồi hai em này 100k luôn nha, hai con bấm. Bấm gì vậy anh em? 100k nha. Đấy. Hai con 100k. Rồi 1 2 3 4, một cây bể sắt, một cây nên chung là bộ đây cái búa thì hơi xấu nha. 4 món này rồi 100k luôn em nha. 4 món. Con vợ to anh em nha. 44 100k luôn. Mã 23. 4 con 100 luôn. Đấy. 23 4 con 100. Rồi 24 1 2 3 4 5 6 6 cái kéo anh em nha. Này bén anh em ạ. Đó giờ này. Để xin lại. Đây kéo bướm hay sao? Bướm nhưng mà bướm này bướm gì vậy? Bén anh em ạ. Cắt phát bén lọng rồi. Rồi 2 3. Này nó có cái răng cưa lỗ ở giữa. Em này thì cắt con hay sao á? 4. 5. Này bén anh em. 6. Này như vậy nè. Có mọc nè. 1 2 4 6. Rồi 6 cây này 80 anh em nha, mã 24 80k. 6 cây. Rồi 1 2 3 4 5. Makita Boss này gì không biết luôn hả. 3 4 5. 5 cây 70 anh em nha. Hả? 5 cây này 70k. 1 2 3 4 5. Mã 25 70 luôn. Rồi mã 26 3 cây mũi đục, 2 mũi đục phong đục anh em nha. Rồi 3 cây 80 luôn. Đấy, 3 cây 1 mũi phong đục, 2 cây mũi đục 80 anh em nha. Đấy, 80 26 80k. Rồi 27 hai cây búa này. Búa này nó bị mẻ miếng ở đây. Này hơi xấu rồi, hai cây này 40 luôn. Đó. 40 đấy. Mã 27 40k anh em ơi. Đấy. Rồi nguyên một lô có dòng nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 cây nè mà. Đó. 10 cây nè anh em ơi. Đó 10 cây. Rồi, để cho anh em 100k luôn.
10 cây 100 luôn anh em ha. Đủ số lớn anh em ơi. Đấy, anh em về giờ dặn mua lô 100 ngàn. Giờ thấy cái gì dặn cái đó luôn anh em. 28 100k. Rồi mũi anh em ơi. 1 2 3 4, 4 cây 80 anh em nha. Kilo này thì anh em biết rồi. Đấy, to có, nhỏ có, 2 cây dẹp, 3 cây dẹp, 1 cây tròn, rồi 80 4 cây. Mã 29 80k. 80 4 cây 29. Rồi 30. Né đây nè, bỏ đó. Rồi 1 2 3. Mày chết rồi. 27 đâu em? 27 40 nha. Rồi 1 2 3. 3 cây. Rồi 3 cây này để cho anh em 70 nha. Đó, 3 cây 70. Mã 30. 70k. 3 cây. Này mở lớp giờ vừa xin lại nha, mở lớp size 200 thôi. Đó, nó mùa lớp nó hơi xấu. Đấy. 2 cây này ok, 3 cây 70. Ủa cái này thì nó dặn cái gì đây nè. Quay cái này là cái này nó quay anh em nha. Đó. Rồi tới quay luôn. Còn cái nào nó giữ. Sao quay cái này rồi cái nào nó giữ ta? Rồi, cái này nó không giữ được anh em nha. Quay Mary nè. Rồi mã 31. Cây này nước cây gì? Rồi 60 đi anh em ơi. À. Rồi 1 2 3 4 5. Hai cái này thì cây cưa nè, cây vũ nè anh em ơi, cây cưa bỏ lưỡi vô nha. Còn này dặn còn giờ vệ sinh lại luôn. Không biết nó dặn không được. Đây còn kìm hơi méo, lô này hơi xấu, chỉ có cây bú này thì nó cái đầu nó còn ok nha. Đấy. Rồi. 2 3 4 5. 5 cây này để cho anh em 70 nha. Đó, 70k anh em ơi. Mã 32 70 luôn. Đấy. 32 70. Rồi 33, cái này dấu lấy gỗ gì đây nè. Đấy. Đây. Rồi cho cái này nữa. Đấy, 1 2 3 4 5 6 7. Rồi, 7 món này. Rồi để cho anh em cái này 7 cái, 80 đi nha. Đó. Ok chưa? Đấy, mã 33. 80k. Đấy, 33 80. Rồi 34. Làm này 4 cái 100k anh em nha. Làm điện anh em ơi. Này làm điện. Hai cái nhỏ, hai cái lớn. Đây cái lớn này. Hai cái dài, hai cái ngắn nha. Đấy. 1 2 3 4, 4 cái 100 luôn. Mã 34 4 cây 100. 34 4 cây 100. Rồi 35. 35 hai cây này, cây bú này vừa cái độ anh em ơi. Nhổ đinh như nè. Hai đầu nhổ. Cây này cây trọt đó. Rồi. Hai cây này 70 anh em nha. Đó, cuối này nặng nè. Mã 35. 70. 35 70. Rồi bú này thì nó hơi xấu. Đây anh em nha. Rồi. Cây này để anh em 50 nè. Đấy, hơi xấu. Này giờ là đóng đặt luôn anh em nha, có đóng vô tay á. Này để đặt cái gì đặt lên anh em ơi. 50 nè. Đấy. Rồi cái cây này 19 17 21 23 70 luôn. 37 70. Rồi cây này to hơn tí nè anh em. Đó, cây này không có số mà nó to hơn em, hình như là 19 21 24 ha. Rồi cây này 38. 80 lên em ơi. Đó, 38 80 luôn, đi luôn. Rồi 39 cái móc này. Rồi cái móc này 100k anh em nha. Đấy, móc 100. Cái này 3 tấn. 3 tấn. 39 100. Rồi móc 3 tấn 100 39. Rồi cái này rồi.
bố trí. Đây cái rồng rọc này hai cái anh em nha, hai rồng rọc, rồng rọc đôi. Đó, quay được đấy. Rồi cái này 108 luôn. Rồi mã 40 108 luôn. Rồi một đống bú phá 32 của top này nè, một cái này, một cái dây xích đây đấy, đây cái bú để cho rồi 1 2 3 4 muỗng này 80k luôn em nha. Đó, 44 80 luôn, 41 80. Đây, cái dây xích gì đây nè. Đó, còn đây là con 36 đầy mũi đục. Đấy, mã 41 80. Đi luôn em. Rồi mã 42 cây xà ben này. Rồi hết rồi được em ơi. Rồi. 42 cây này 60 anh em nha. 60k đấy. Mã 42 60 đấy. Rồi ok, mã này kết thúc chương trình rồi anh em ơi. Rồi, em xin kết thúc video ở đây anh em ơi. Rồi hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo nha. Rồi xin chào tất cả anh em ơi.